Chào mừng quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Bưu điện Việt Nam. Tiếp tục nội dung liên quan đến tấm thẻ bảo hiểm y tế nhỏ mà có võ. Ngày hôm nay, trong số 63 của chương trình sẽ gửi đến các bạn những thông tin mới nhất về những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế ở mức 100% và 95% sau ngày 3 tháng 12 năm 2023. Quý thính giả và các bạn thân mến, việc từ ngày 3 tháng 12 năm 2023 sẽ bổ sung thêm 5 trường hợp được hưởng bảo hiểm y tế 100% và 95% là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 75-2023-NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 146-2018-NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế. Cụ thể hơn, trong khoản 5 điều 1 Nghị định 75-2023-NĐ-CP đã bổ sung thêm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100% và 95% như sau. Bổ sung 2 đối tượng hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Thứ nhất là người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai là người dân xã an toàn hoặc khu vùng an toàn trong khu cách mạng của kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 12 luật bảo hiểm y tế. Bổ sung 3 đối tượng được hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh. Thứ nhất là vợ chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đã được hưởng trợ cấp hàng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Thứ hai là người phục vụ người có công đang sống ở gia đình bao gồm người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng, người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%. Và cuối cùng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn xã, các khu vực 2, 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025. Và cuối cùng thì Nghị định số 75-2023-NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ có ích cho các bạn và người thân của mình. Và ngay từ bây giờ, các bạn có thể đến Bưu cục, điểm phục vụ, Bưu điện văn hóa xã gần nhất của Bưu điện Việt Nam hoặc gọi tới hotline 1900 545481 để được nhân viên Bưu điện hỗ trợ cụ thể hơn về các thủ tục cũng như các vấn đề khác khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự đóng nhé. Chương trình podcast Bưu điện Việt Nam được phát sóng định kỳ hàng tuần trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và YouTube với tài khoản mang tên Bưu điện Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.